Ok, hôm nay chuẩn bị gì đây? Hôm nay tâm đồng rồi đó. À, tâm đồng hả? Còn lại à, chờ đợi xí ra lại còn lại. Nghe nghe chị. Alex làm ở đây nó chụp phim không? Đúng rồi, nó chụp phim á. Mình chỉ có nó chụp phim. Đúng rồi, nó chụp phim. Có cái nào đậm hơn chứ đậm á, đậm em phải mix đậm á, chị lên online chị order đây đi, xong rồi tụi em ship cho, tụi em ship phi cho. À hả, đúng rồi, đậm ship đây là cái gì em sẽ ship cho. Dạ, giống như mình mua một cái hộp này mà na mình trả cái giá tiền ở đây. Dạ đúng rồi, trả đây ship thôi. À hả, có cái mẫu rồi, hộp mẫu rồi, ai bán được hả? Quay này là ốc quay này luôn hả? Dạ đúng rồi, ốc quay là cái quay này luôn. Chị muốn lạc cũng có, nó trắng cũng có nữa. Thì em có quay shop quay hả? Họ đang bán có quay này quay là khi shop quay, đúng rồi, shop quay này đó, cái quay là cái đó, đó. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Hả, 80 đồng đó chị. Ok rồi, mọi người cầm ha, có gì là lại lại coi ha, đứng quay được không, quay này. Ok. Smile to me. Hiểu luôn hả? Quay quay cái chỗ này thôi. Cái nào? Trung tâm này thôi. Ok. Làm đơn giản quá. Mỹ nó coi là phải Mỹ với Việt Nam mình, đôi khi chị em mình hiểu rồi không? Mỹ nó thấy nó cái bản nó nhỏ. Tại vì á, tại cái này là làm theo cái mọi người muốn nên lấy một đống design ra để hái vậy. Rồi, cầm này. Cầm sao? Vậy ha. Rồi. Đó vậy thôi. Hả? Cái gì một tiếng trả 2 đồng. À. Một tiếng tôi lấy hả 60-70 thôi. Ừ, 60-70 đồng nữa hả? Ừ. Đó rồi bây giờ là sẽ làm giỏi lắm á, giờ tôi không thấy. Trời ơi cái tay dễ thương quá. tay này đếm tiền này cũng đúng lạ rồi. Tay mổ xẻ đó. Tay mổ xẻ đúng rồi, nó là bác sĩ. Ừ. Nó chưa biết bao giờ mổ rửa cái chén nữa đâu mà nói nghe. Bao giờ biết rửa cái chén chưa nữa. Thì mổ xẻ nó cần rửa chén chị. Chứ đón thì không có đúng rồi đó. Vậy đó mà nó lấy đầu con mèo nó hả? Nó chặt ra nó thí nghiệm trong đó. Ok rồi chị ra đây nha. Rồi. Đây là đi kiếm bị thích nha. Đây cái tay này nha. Tay này làm like nha. Cảm ơn chị. Cái chặt mũi của chúng gì mà khi cả mà thì một bóng thì một cây thiếu thì một bóng hoài vậy luôn em mình tới những mà thì một thì nghe tiếng chuỗi sẵn là cả những cái nào thì không biết thì mình sẽ còn một đúng không có nhận học một cái nào. Ok rồi bây giờ người nhà how much for the chili get and the top? Ôi $10. 34 người nghe nhiều không? Ok bây giờ nha. Anh là sẽ dán lên. Cái tip này thì mình không cần phải phê dũa nhiều ha. Đang làm bác sĩ bắt vô dũa neo luôn. Con làm sao ngày mai con phải nộp test con, nếu mà thấy ông thầy không mà cho điểm cho con cao đó. Nói gì you see my nail ấy. You see my nail ấy. Cái bằng chua. Hai cả nhà mọi người thấy rõ không? Hôm nay Lịch đang làm một cái demo show tại California Westminster. Các bạn nào mà buổi chiều làm ra thì cũng có thể tới nha. Lịch sẽ đóng cửa là 6 giờ. Và ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư Lịch cũng có cái lớp tại đây luôn. Đó. Và có demo show luôn. À, có gì các bạn nào muốn stop by cái địa chỉ thì là để tên poster rồi. À, hôm nay là sẽ chia sẻ cho cái cách mà làm cái design bằng marble. À, và cái thứ hai nữa là Alex sẽ làm bằng cái ombre. À, thường mọi người thích là ombre đúng không? Thì hôm nay là sẽ biểu diễn ombre cho mọi người xem ha.
đó. Alex sẽ bỏ giữ 3 giây này ha. Đó. Cái keo chiếc cái là dính ha. Đó. Rồi. Các bạn thấy không, cái tay này rất là nhỏ hơn. Đó, bình thường mấy cái tay nhỏ vậy các bạn nhớ phải giãn cho nó vô xí nha. Và Alex sẽ làm móng nhọn cho cái cô này. Đó. Nó là túi này sinh nhật mẹ. Mày giải chết đó mẹ. Về massage ngày mò lên đây massage cho mẹ nên nè. Ôi đắt ơi. Mẹ đang xíu tự tóc cho chị em tính thích chờ chú bó. Đó, mình bỏ cho. Jimmy ơi. Jimmy. Mở mở nhạc nhỏ xí nó lắp máy á. Mở nhạc nhỏ xí. Đó, mình vũa vô nè ha. Đó. Các bạn thấy không, cái tip này làm rất là nhanh. Đó, mình không cần phải vũa nhiều ha. Rất là nhanh. Cái này Alex sẽ làm cái và bên này cũng vậy. Đây là mấy chị em ở trên lót xuống ha. Để xe từ trên lót xuống. Có chị ở bên San Diego. Đó. Sao không nói Florida? Florida đó, chị bên Florida hả? Chị nói ngày mai chị mới qua Florida ở mà. Ngày mốt mới về. Nói lệ thiệt á. Ok, ok. Ai được qua đó là cũng gặp à. Nó cũng tới ký vào, chắc còn thiếu gì mua á. Dạ đúng rồi, qua ra gặp tiếp. Qua phôi ra là gặp Alex đóng tình Ren. Dạ đóng tình Ren. Ok, rồi Alex sẽ làm cái marble bằng cái xinh xinh này ha. Đó, những cái màu này. Đó, cái màu này rất là đẹp ha. Đó, màu này vô là coi như đẹp, vô là coi như là trồng như trồng bảo trồng thương á. Đó. Rồi trước khi làm Alex sẽ vũa cho nó ốm lại bớt cái đường link này ha. Mình phải link cho kỹ, nhớ phải link cho kỹ ra liền ha. Đó. Bây giờ nó ra mấy cái đầu dũa 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 nha. Dạ. Không phải cho hồi xưa mình làm đâu có đầu dũa này đâu. Dạ, bây giờ làm cái gì tốt mọi người biết xong nó không có bị... Đúng rồi, làm xuống không có thấy cái lằn đó. Dạ. Thì phải làm chứ, không có làm cái nước nó vô nó không lơ bị... Đúng rồi, đúng rồi. Có người không có làm đâu. Thì tùy thôi, nếu mình đắp kỹ thì khỏi cần nó. Nó nhưng mà làm nói làm kỹ thì để nó đẹp. Nó không có bị nó. Không mà bị, không phải bị, mà nó mới đẹp. Không dạ đúng rồi. Không có đẹp. Nó bị cộm mà, không có đẹp. Chứ làm sao mà làm đắp bột lên cái tay lúc nào cũng phải xuống. Cái tay cũng phải xuống để cho cái bột nó chảy. Chảy xuống để na chờ chứ còn mình kéo đẹp. Ta chụp mày vậy á. Có con nào bán tắt cửa mình kiếm bên đây. Cái kiểu mà mình không. Ok bây giờ là sẽ đắp ba cái màu này ha, ba cái màu rất là đẹp này. Cả lại sẽ làm ombre cái màu này này. Màu này là cái màu ombre rất là khó đắp nên nó là sẽ chia sẻ cái tính list. Màu vàng. Đây là bỏ cái giỏ sạch đó. Màu này màu yellow neon nha. Ôi màu đẹp quá nhỉ. Ok. Rồi. Mình không có bỏ treo bỏ. Em cũng là lấy cái nước này nè thầy. Lấy nước luôn. Lấy nước này luôn. Các bạn nhớ khi các bạn làm marble á, các bạn nhớ khi các bạn làm marble á là các bạn phải lưu ý điều á, mình phải làm sao cho cái nước nó đủ. Đó. Rồi bây giờ là sẽ làm cái ombre ngón này thử ha. Đây là màu vàng. Đó. Nó sẽ giữ nè. Các bạn thấy không? Nó vậy ra. Nhẹ nhàng thôi. Chị ở ngoài chị thấy rõ ở trong like rồi. Không, đó. Nó like cũng rõ mà. Mình thấy không? Đó xong rồi mình sẽ vuốt ra này ha. Mỏng nhẹ nhàng thôi. Càng mỏng càng tốt ở bên hai hông càng lệch. Vuốt xuống ha. Đó. Vuốt xuống đó. Thấy Alex vuốt không? Alex ép này. Đó. Khi mà bột nó cần mau khô là mình vuốt bằng gì? Bằng thanh cỏ. Đúng rồi. Trên đó hả? Đập cho nó xuống cho nó lẻ chút xíu. Dạ đúng rồi. Khô nhanh. Nó chỉ nói nó xuống từ thấy không? Nó xuống từ. Đó. Đây có rồi. Đó, kéo xuống từ cho Alex ha. Đó. Alex lấy thiếu bột rồi. Đó, đại khái vậy ha. Còn thấy không? Xuống rồi ha. Rồi bây giờ là sẽ bỏ một pin lên này.
màu pink này rất là đẹp này ha. Đó, thì pink nó có nhiều loại lắm, nó tùy theo mọi người thích nữa ha. Rồi. Pink này là pink này. Nó lại sẽ đắp hai cục cho mọi người xem thử này, cái pink nó là đẹp không này. Đó. Thấy không? Này, bỏ vô. À, vậy hả? Bây giờ lon ra đẹp đúng không? Mình làm cho lon lon trước. Cái này là đổ thêm một xí màu vào nè. Thấy không? Khi mà mình thấy chi chu vậy, thấy chi chu không? Chi chu á là mình mix cái thằng vô ha. Đấy. Ủa sao vậy? Cho nó đậm ha. Đúng rồi. Mình thấy nó không thấy được. Chi chu nó không có thấy rõ. Đúng rồi, thấy tại vì nó không đủ cái màu vào nên bởi nó thấy liền. Màu đó. Là ba màu luôn hay sao? Nó hai màu mà nó si tu, nó nhìn thấy cái vàng ở dưới rồi. Giờ phải pha thêm đậm vô để cho xíu nữa này. Đây nó đỡ không? Này, thấy không? Đó, nó không thấy, thấy chưa? Đó, nó ra rất là tự nhiên. Theo leo à? Giống một chim quá. Có mỏ chim hả? Cái này làm đẹp lắm nè. Thì nó ra rất là tự nhiên. Màu đẹp quá, ai muốn mua không? Đó, đây là cái set màu ombre ha. Đó. Rồi. Cái này là sẽ làm cái marble. Đếp nước vậy nè. Trong ba màu này. Để con lấy miếng nước cho em được không? Miếng nước á. Để nước quịt lại giùm mê. Này đi, đi, đi. Lấy mấy màu luôn hả? Cái này thẳng hãy 25 đồng tiếng hộ chứ hai chị đâu có đủ. Đúng rồi chị yêu. Hả? Chị nè. Hả? Chị nè. Lỗ hả? Chị còn xé đâu lại đâu? Đó tiếng gì? Tiếng Huế hả? Tiền tê đó. Đúng rồi, làm nail ngày là tiền tê mỗi nơi luôn á. Ok. Rồi bây giờ này Alex sẽ mix xong ba màu này ha. Nó tùy theo mọi người thích. Marble là nhớ lấy màu đậm ít hơn màu lạt ha. Lấy màu nào trước rồi. Nhá. Màu nào trước, màu nào sau. Nhớ pho cảm nhiều. Thấy không? Thế xuống không? Và tiếp tục lấy màu vàng hay là màu gì giờ tùy theo mọi người thích ha. Cho nó loa nha. Nước phải nhiều lắm không? Thì đúng rồi. Thấy nó ra không? Thấy là thấy rõ lắm. Thấy rõ để vậy người ta thấy rõ này ha. Thấy rõ lắm, trả một tiếng 25 đồng á. Thấy rõ mi không thấy rõ. Thấy không? Đó. Marble là gì? Có nghĩa mình thấy đẹp rồi là mình đừng có đụng vô nữa hiểu không? À, cũng giờ thấy ra đẹp thì ví dụ mình muốn thêm họa tiết những cái design mình thì mình thích ha. À, ví dụ ở đây là sẽ bỏ thêm một xí màu vàng ở đây heo, nhưng mà phải chế độ lỏng nha, lỏng này theo lỏng là tiếp tục xí màu đen vô đây dễ thương quá ha. À, bỏ vô ha. À, tùy theo mọi người thích đến lấy nha. Đó. Tôi về massage cho mom nha. Đó, thấy không? Đó, xong rồi mình làm mobile mình... về massage cho mom hả? Dạ, đúng rồi. Đó, xong rồi lại sẽ dán cái kiến vô này ha. Ồ, dán là trời. Cái đó phải dán lên đó, hả? Rồi dán vô cho nó sexy chứ mà. Túi xong rồi. Cái sexy ra. Túi về mới nhạc Lady Gaga lên nhảy cho mom coi. Cái này màu mà. À, I'm sexy lấy vô. Mà dán này chưa đẹp nó còn ướt à. Dạ đúng rồi. À, mình cắt trước khi mình design nhưng mà trong quá trình làm á có thể là chia sẻ cho mọi người thêm cái thích tiếp đó. Tùy theo mỗi người ha. Đó, thấy không? Đó. Xong ví dụ nha, nó khô đúng không? Bây giờ muốn đẹp nữa thì bỏ xí clear để mình dính sticker vào. Dính miếng đó vào. Dạ đúng rồi. Sticker lấy ni lông rồi dán vô cũng được. Nó tùy, nó phải mỏng vậy mới dính. Nó phải ni lông nào mới được này. Thường thường á đẹp á, thường thường mấy cái đẹp á thường thường là chia sẻ lấy màu đậm này ha. Mình bỏ vô thì là cái màu đen á thì nó sẽ hiện đẹp hơn. Cái bên kia. Đó, tùy thế ha. Đó, ha. Đẹp quá, đẹp á. Xem mình bỏ lên. Thì lâu cũng bán được tiền nè. Thì nó sẽ sáng lên ha. Đó. Ra bên ngoài nó xíu đi. Nhớ nha. Dẻo tay đừng có dẻo quá nha. Đó, đi luôn á. Có nghĩa là coi như là
bỏ xí vô, Alex bỏ xí nước bột đen vô đây này. Quá trời người thả tim. Thả tim hả? 100 mấy chục rồi đó. Bắn bắn thêm thả tim. Bắn thêm. Bắn thêm không có mở được cái này, mở được đi lấy like cho vô một cái nữa. Xong mai về like cho mọi người xem ha. À, thấy không? Nó tùy theo mỗi người thích ha. Mà xong ha. Nhớ phải ướt nha. Phải ướt cho là xí này. À, xong rồi đúng không? Rồi mình có thể vẽ thêm design hay là mình theo theo kiểu mình thích ha. Xong rồi nước nữa. Nước nữa rồi. Lại nước quá. Cái ly nhỏ quá. Uống nước tại vì làm like á thì chia sẻ. Nên Alex là cần dập dập rất là nhiều rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, thank you chị yêu ha. Rồi Alex sẽ lắp cái này lên này. Cái clear này chị quay qua em lấy clear này, quay qua đây này. Đó, phải lấy từng chi tiết nhẹ cho mọi người thấy rõ ha. Sau này sẽ bỏ lên. Nhẹ nhàng thôi. Đừng có bảnh quá nha. Bảnh quá là bị mất sấp liền đó. Rồi, thấy không? Bỏ lên, chị thấy không? Đó, đẹp không? Cũng ướt ướt mà. Dạ đúng rồi. Clear. Đó, nhẹ nhàng thôi ha. Cho mình vuốt xuống. Hai mọi người ha. À, có thể Alex không có thấy được cái message của mọi người nói, nhưng mà có thể là người mà Alex mướn đứng quay like có thể là chỉ 1 tiếng 25 đồng hồ thì các bạn cứ hỏi question thoải mái ha, người sẽ phiên dịch. Người đó sẽ phiên dịch lại và Alex sẽ trả lời ha. Trời ơi mệt lắm, lát đi massage đây nè. Massage đó hả? Rồi thì xong rồi con gái massage cho chị. Đẹp lắm nè, đẹp thấy không? Đó cái ma bồ vậy, bởi em nói á, bột màu á thì nó làm ma bồ có thể nó tự nhiên hơn. Còn nếu mà làm bằng treo á, cái kia thì nó có thể hơi nó không được tự nhiên giống cái này. Đó, nó tùy theo thôi. Mà nhúng đâu có được ma bồ nhúng đâu phải không? Dạ đúng rồi chị. Ok, rồi. Smile đâu rồi? Smile, smile, smile đi đâu rồi không biết nữa. Smile smile đi ăn rồi. Ok, model quay tiếp ha. Rồi. Đó đây là cái ombre của cái này, còn cái này là cái ma bồ. Đó, giờ cái này Alex sẽ làm cái khác ha. Thả tim đi. Bây giờ còn mọi người muốn Alex làm gì đây? Mọi người làm gì demo tomorrow chứ yeah. Ok, ngày mai cũng có demo nhá. Có nghĩa là demo gần 3 ngày luôn, thứ 2 3 tôi cũng có demo luôn. Ngày mai đúng mà. Đó. Nên là các bạn nào ví dụ như mà sao có tới được thì có thể tới thứ 2 3 4. Đó, nhưng ngày mai lại có lớp nữa thì cũng có mở cái demo nhỏ. Rồi bây giờ ví dụ đại khái cái này đại khái vậy ha, xong rồi. Thì thấy không? Sang Đức không kìa. À, sang có Đức sang hả? Đức không kìa. Sang Đức á, sang Đức Alex nhóm mà lại cũng tính dự tính là sẽ sang Đức á. Ok, làm màu xanh này ha, làm màu xanh này ví dụ giờ làm gì đây? Cầm tay gái Đức cho biết kìa. Hả? Chip fan này. Fan ok. Fan hả? Nói chị đẹp này có như hai chiều lòng chị đẹp này luôn. Đây nè. Tiếp với họ. Ok ok, Alex sẽ bỏ vô này ha. What time the demo tomorrow? From tomorrow from 10 to 5. Yeah, 10 to 5. Uh-huh. Nhẹ nhàng các bạn thấy không? Đó, mỏng thôi. Đây là cái pin này là cái pin suy chu. Đấy, còn nhớ nha. Đó, suy chu ra lẹt. Thấy không? Rồi bây giờ là sẽ vũ vô nè, vuốt mỏng đây thôi. Đó, cho nó đẹp ra. Bên này cũng vậy. Bạn đang làm chỗ nào vậy? Alex đang làm ở trường Westminster nha. Westminster. Trường học các bạn lên cái Facebook qua là có địa chỉ trên đó. Đó các bạn nằm ở Westminster 7871 Westminster. Đó các bạn thấy hàng xong rồi đúng không? Rồi Alex mới cắt này. Để khô xí cắt mới đẹp nha, còn cắt liền nó thấy nó bị rất là xấu nha. Mình làm cái pin trước à, chứ không phải làm cái quay trước. Tùy chị, tùy thôi. Tùy thêm làm. Tùy người. Cái chuối ăn len đó. Nè, đó, Alex sẽ cắt vô này ha. Cắt mỏng nha. Dạ đúng rồi. Từng lấy cái tiếp cái số bự hình xí này ha. Nó cho nó sâu hai bên góc này ha. Cái neo cho nó cong tự nhiên lên. Rồi bây giờ Alex sẽ đẩy bột màu lên nha. Nhìn này. Alex sẽ đẩy bột màu vô này. Đó, bột màu vô. Tùy theo mỗi người thích. Đó. Cũng trộn ba miền luôn. Đó, cái này màu đen. Đúng rồi. Ba tiền. Vì đang có màu đen cho nên không có màu trắng. Không phải làm gì không? Đẹp á. Đó, quay gần như nữa, quay gần như nữa. À, quay gần như nữa. Gần như nữa. Không cần không thấy. Không được thấy. Ngay gần cũng được thấy hả? Nhi không được thấy đây nè. Nhìn thấy nhìn camera TV được không? Nhìn cái này nè. Không có rõ bằng cái kia, lại đến đây mà kêu nhìn TV. Thấy không? Đó, model. Đó.
nó quay quay chả không làm đồng tiếng rồi. Mướn cái tay này á hả? Nha, thấy không? Đó nó xong rồi là sẽ bỏ cái màu khác vô ha. Đó, tùy theo mỗi người cái cách mà khi mình loan nó đẹp ha. Đó, bỏ lên. Đó, sắp phong lỏng à. Rồi bây giờ mới tiếp tục là sẽ bỏ cái dây kiến lên này. Nhưng mà cái này làm là một đi nha, nó phải mỏng thôi, đừng có dày quá. Đúng rồi, bỏ nước khe nữa mà phải không? Đúng rồi, đó là sẽ chằn này ha. Đây là cách nít mã là chằn cho nó ra cái màu bộ tự nhiên này. Đó, thấy không? Đập cho nó vô, đó, thấy không? Đó. Hai anh Quang, hai như gai. Đó, xong rồi thấy không? Xong rồi ví dụ bây giờ bỏ lên các bạn thấy không? Một đi này ha. Nó mỏng, thấy nó mỏng không? À, bây giờ mỏng, bây giờ mình bỏ clear vô này. Ví dụ chị nói ơi chị thích cái màu quá, bỏ thêm xíu màu chị vui. À, chị vui à, bỏ vô. À, xanh lợt đúng rồi. Nhưng bỏ nhiều quá. Nhiều quá là nó lại. Nhiều quá nó ra giống cải lương vậy á. Nhớ nha. Đừng hát cải lương nha. Đó, xong rồi bỏ clear vào. Đừng hát cải lương với đừng tắm nha. Nè. Giữ đây xíu này ha. Giữ đây 3 giây. Ở trên không cần hả? Hả? Trên lên gì nó cũng lên gì trên đó hết á. Này giữ đây cho lên này, hút ra này. Nhẹ nhàng thôi ha. Thì nó nằm trong thấy thế nằm trong hết không? Đó. Nằm trong hết nó đều hết. Đó. Xong rồi tay múa con gái nữa. Nhớ nha. Rồi xong giờ vuốt xuống này. Đó. Đúng rồi, vuốt ngang xuống hai bên thôi. Ở dưới ít lại ha. Thì nó không có bị. Đó, còn thấy không? Đó. Rồi tiếp tục Alex sẽ làm một cái design khác nữa. Cái hồng nó còn nhô lên thì nhìn cái gì mà. Đúng rồi, cái hồng phải nhô như vậy thì chặt nó có đồ cong. Đó, nhớ nha. Còn bỏ clear không? Còn bỏ bột clear nữa không hả? Cái gì chữ gì? Ừ, giờ giữ ra xíu nữa ha. Cái gì đây nữa? Cái lần này á, giống như bột. Giống như bột ha. Làm con cá. Đánh cá vẫn được hết. Rồi lấy ra thấy không? Nhẹ nhàng thôi. Một cây thì cắt cái đó chứ. Rồi xong rồi bỏ kim tuyến hay là bỏ cái màu này mình thích. Đại khái như bỏ màu, nếu màu này thì bình thường thì có thể mình bỏ màu đen vô đây này, thấy không? Nhưng mà lấy nhớ lấy khi lấy mỏng thôi ha, đừng có dày quá, thấy không? Mỏng thôi, đó, thấy không? Mỏng như vậy á, rồi khi mình vuốt ra nó rất là đẹp, đó. Đó, tùy theo một cái technique đó, cái bộ nail ha. Đó, hai anh Quang, hai you guys. Ok, and it done đúng không? Bây giờ là sẽ vuốt cho mọi người xem thử ha. Và treo cho mọi người xem thử. Thì vuốt đóng cái nắp cái nào của nail. Cái này chị? Nó cái này không cần bỏ clear lên. Dạ, tay bút măng rồi nha. Dạ, đúng rồi. Chị đợi xíu đó, bởi vì mình cố gắng mình làm sao để cái shape cho nó đẹp á, thì chị không cần phải làm nhiều lắm ha. Đó, vừa sơ là nó cũng đẹp nữa. Mấy ngón này coi coi. Mình phải cố gắng. Ừ. Để coi mấy ngón này. Wow, cái ngón này này. Ok, rồi bây giờ là sẽ vừa xếp cho coi ha. Ừ. Cái màu vàng, cái màu này đẹp. Ừ. Ừ. Là trường nhiều hơn. Ừ. Vừa sớm đây. Như cả lương quá, màu mẹ. Màu vàng nó tùy màu nữa, cái màu này thì nhìn nó trẻ trung, còn cái màu mà vàng mà giống dần khè vậy á, nó tùy đấy, tùy theo cách màu, cái tùy theo cái cách mà chị phối màu của thứ hai chị mix màu thôi, ha. Còn mình muốn có những cái màu đẹp á thì mình ó để mình có cái trang trí sang tí ra, đúng rồi. Vừa sơ xí ha. Lâu quá rồi, giờ nghĩ lại nó cái mùi nghiệp ấy, ghê sợ. Nó lĩnh lên. Cứ nghĩ đi, một lần đó, đắp một mình ra hôi nè. Mã lịch dạy 40 học sinh đó, 50 học sinh đó. Ôi trời ơi. Ngày đầu tiên xong rồi có như ngày nó chưa khô, không sao. Ngày đầu tiên xong, ôi trời ơi, nó thở không nổi nữa. Hết đi, như đó. Sợ. Nhiều quá đó. Khi xong rồi, mình lấy ra đi. Mình lấy cho nó sạch ra. Thở quá. Tôi cũng làm ở Florida, nhờ đưa lại cho chị này nè. Đó, rồi, thấy không? Sáng này đã, thở nổi rồi. Đó, xong rồi ha. Cái bên này cũng vậy, vừa cái xếp cho nó sắc sảo vào. Ôi, xem bãi cái móng này mới dẫu rồi.
Mềm không? Gì đó con? Nhẫn nhẫn. Nhớ là móc từ dưới lên này, luồn cái xếp vô ha. Ừ. Luồn vô cho nó đẹp. Ê, hai Trang khỏe không? Mình đang làm gì mô? Đó, thấy không? Đó thì nó sẽ đẹp hơn, các bạn thấy cái xếp không? Đó, xong rồi ha. Ai là chỉ lấy máy chạy sơ sơ thôi. Đó, nhưng mà làm demo ở đây ấy, tại vì demo thôi. Đấy, nên các bạn nhớ phải lưu ý những cái cách mà thao tác các bạn làm. Đó, rồi thứ hai nữa, ví dụ cái tay nó khô đúng không? Các bạn sẽ thấy được cái da lắm mà kia lại làm ra này ha. Đây này, các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp này, như gai xít. Nó không mau rồi ha. Thì nhớ cái độ cong này em nói không? Ừ. Làm cái này phải anh gian cao lên thì tập nó sẽ có độ cong của cái neo nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đó. Còn mà chị không làm cao lên á, cặp dây đắp lên chị vũ ra nó bằng, nó phẳng hết luôn. Đó, bởi em nói là anh gian lên. Đó, anh gian cho em. Thấy không? Này nó sẽ tách đôi đây hết, thấy không? Đó, tách đôi cái răng ra này ha, nó lòi ra này ha. Đó, nhẹ nhàng, vuốt bên này cũng vậy luôn. Đó, nhẹ nhàng cho em nha. Không có mảnh quá nha. À, nãy giờ có bụng nó nằm vô rồi ha. Dạ đúng rồi chị yêu. Đó, thấy không? Đó thì cái bột đen nó sẽ nằm trên cái đường đó thôi. Như con cá là đúng rồi. Đó là sẽ vuốt bên này cái nữa. Rồi, thấy không? Cái bụng này đó nè. Nè, chạy một cái theo, bởi rất là nhanh. Đó, bên này một cái bóp vô. Đó. Ví dụ móng dài móng nhỏ đó mình để cái tay này, mình giữ cái tay này, này ha, để cho nó bớt cái lực đó, để khách nó không đau đau cái tay người ta. Đúng rồi đó, mình làm giỏi là một phần thôi, mình phải gentle khách nữa đó. Khi người khách tới người ta cảm nhận được cái sự thoải mái đó thì người khách người ta sẽ để relax cho mình làm đó. Nhiều người nó gồng cái tay á, ôi trời, đúng rồi đó, không tay kẻ ta gồng cái tay cầm chết người. Đó, bây giờ ha. Chắc chiều đi làm về với ghế á, lại nhiều á. Dạ. Yeah. Đang muốn học hỏi cái design rồi mua đồ dùm A Lệ. Ừ. Xong rồi thường thì A Lệ có cái đồ dũa nhỏ nên là chạy sơ qua thôi, hoặc là chạy sơ cái gì qua thôi ha. Nhưng thường thì A Lệ ít dũa lắm. Đó. Có sơ xong rồi là bỏ cái này. Đây cũng có cái len. Các bạn sẽ thấy được cái độ đẹp ha, nó ra stand rồi. Chị dũa này nè, bỏ cho em này, bỏ treo cho mọi người thấy này, bỏ này chị này, đây này ha, cái đồ phối bụi của em này, cái cây này là thành thánh rồi, con lấy rồi, cái này mua ở ngoài Home Depot, đó phối bụi ra, cầm. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ treo lên ha, nhìn này này, chị bỏ dưới cho em đi, nó sẽ hiện ra này. À, chừng xây đẹp quá, cái này nó sáng rồi thấy không? Đó, nó tùy theo cái kiểu mà mình thích đó. Đó, thường thường làm mấy cái này nó phải đậm theo những cái detail sâu, nhớ nha. Đó, xin quá anh ở Thanh Kiều. Còn cái này là cái ombre này, các bạn thấy này, Alex chưa dũa đúng không? Alex chưa mới đắp lên, Alex phải dũa hai bên hông thôi. Đó. Các bạn thấy không? Đó, nó rất là đẹp ha. Rồi cái này là Alex thích nhất này, nó sẽ ra cái hình dưới này. Các bạn thấy không? Nó sẽ hiện lên này, mấy khúc nối lên thấy không? Đó, tùy theo cái thả lỏng cho Alex đi, thả lỏng. Cho thử lại, please. Muốn lên thấy mình thì muốn bỏ quẹo uống quẩn này, bỏ đèn cho Alex này, bỏ đèn đó phân đi đó nên Alex đó là những này cầm đi đó. Rồi chị nhớ là quay cái phần gì ra ha, chưa xong. Okay. Rồi đây là cái viết này, Alex sẽ bỏ dầu lên ha. Cái viết này là cái viết tự làm, cái viết này là bỏ dầu đó, các bạn mua cái viết này ở ngoài qua mạc á, nó này chữ này ha, push bỏ dầu vô làm hay lắm, nó không có giờ nó cái này lại mới phát hiện thôi này, này thấy sạch không? À, tại nhiều thế nào cũng có chấm rồi, cái dầu gì đấy? À, cũng thấy có người đi hỏi mua cái này cho dầu coi dầu gì đấy, cái này bỏ dầu lên chị cho chụp hình đẹp, mà thứ hai thường chị lấy cái dầu oi gì bỏ lên thì nó nhiều quá không? Một kinh cái gì vậy? Này ăn gian chứ. Đó, thấy không? Cho nó sạch sẽ. Đẹp
Không, thường thường chị làm xong á, làm một phần xong mà chị chụp hình muốn đẹp chị phải làm cái này. Thì cái da nó mới đẹp được. Dạ, còn không mà chị không bỏ lên nó. Đúng rồi, nó khô nó chụp hình có đẹp. Đó. Đây là sơ quay này, nè. Các bạn thấy không? Đó. Đó, thấy không? Các bạn thấy được cái độ cong tự nhiên của cái nail này ha. Đó, cong tự nhiên này ha. Đó, phải cố gắng nha. Đó, cong tự nhiên. Đó. Ok, các bạn thấy không? Đây là cái vần niền của mỗi cái thao tác, mỗi cái detail Alex chia sẻ cho mọi người ha. Để có gì các bạn sẽ... Các bạn thấy không? Đó. Alex đâu có dũa nhiều không? Alex đắp xong Alex chưa dũa nữa. Đó, nên các bạn cố gắng không thấy dũa nữa. Đó, thấy không? Đó. Đây là cái demo show. Đó. Hai chút xin xin hai này. À, ở qua mặt thì mở khu vực nào vậy anh biết mà. Hai chị cần gì không? Có muốn làm demo em làm cho. Hả? Demo muốn làm nail thử không? Anh test cho. Ở đây là cái sản phẩm rất là nhiều sản phẩm ha. Đó. Rồi. Ok, vậy là xong rồi ha. Rồi đó, vậy là xong rồi đó. Đó rồi. À, coi như mang ba ngón này túi về massage cho mẹ. Mẹ ơi, mom này đây. So, do massage for your mom, ok. Ok, bye. Ok, Alex, bye bye mọi người nha. Bye, chị yêu.